Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Trinh Garden, cuộc sống làm vườn, nơi chia sẻ những kinh nghiệm và những điều thú vị về làm vườn. Các bạn ơi, nhiều bạn không biết bón phân gì cho cây để giúp cho cây mau lớn và ra nhiều quả. Hôm nay mình sẽ bật mí công thức ủ phân hữu cơ của dân trồng rau trên thành phố. Chuối là loại thực phẩm rất phổ biến ở Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phân từ vỏ chuối và nước vo gạo. Nước vo gạo có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống, nhưng theo khảo sát của mình thì đến 80% nước vo gạo trong các hộ dân đều bị đổ xuống cống. Loại phân này bón cho rau giúp cho rau xanh tốt, bón cho những cây ăn trái giúp cho ra nhiều hoa và chất lượng trái rất là ngon. Như vậy, để ủ loại phân hữu cơ này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một thùng sơn 18 lít và có nắp. Nguyên liệu chính mình sử dụng là vỏ chuối và những quả chuối hư hỏng và nước vo gạo lấy từ những lần vo gạo hàng ngày. Đầu tiên, các bạn hãy cắt nhỏ vỏ chuối ra. Điều này sẽ giúp cho quá trình phân hủy nhanh hơn. Khoảng chừng 3 cm là được. Nếu như bạn nào không có thời gian thì việc cắt này cũng không quan trọng lắm, bởi vì vỏ chuối rất nhanh phân hủy, chỉ trong vài ngày thôi là nó đã phân hủy rồi. Cho nên bạn nào lười có thể không cắt và chỉ cần bẻ đôi và cho tất cả vào thùng này các bạn nhé. Sau khi cắt chuối và cho chuối vào thùng, các bạn hãy cho nước vo gạo vào thùng. Các bạn hãy đảm bảo rằng nước vo gạo ngập những vỏ chuối mà các bạn vừa cho vào. Nếu như các bạn không đủ nước vo gạo để cho ngập, các bạn có thể cho thêm một ít nước giúp cho ngập vỏ chuối. Như vậy, nước vo gạo của mình không đủ để làm ngập vỏ chuối. Mình sẽ cho thêm một ít nước để giúp ngập vỏ chuối. Điều này sẽ giúp cho phần chuối thở ở trên không khí, tạo điều kiện cho vi khuẩn không tốt phát triển. Bây giờ mình sẽ khoáng đều lên. Sau đó, các bạn hãy đậy nắp và để ở góc bếp. Mỗi khi có thêm vỏ chuối hay nước vo gạo, các bạn hãy cho thêm vào thùng. Khi nào đầy thùng thì các bạn làm một thùng mới. Mình nghĩ là một thùng sơn này thôi cũng đủ để tưới cho cả khu vườn của các bạn rồi. Tại vì sao mình lại khuyên các bạn để ở góc bếp? Bởi vì điều đấy giúp cho việc thêm vỏ chuối và thêm nước vo gạo vào thùng được tiện lợi hơn. Đường có trong chuối và vỏ chuối và tinh bột ở trong nước vo gạo sẽ giúp cho quá trình lên men diễn ra rất là nhanh. Các vi sinh vật sẽ phát triển rất là mạnh và phân hủy, giúp cho dung dịch ở trong thùng có nhiều kali và phốt pho. Chỉ sau vài ngày khi bạn mở nắp ra, xuất hiện một lớp màng sinh học ở trên bề mặt thì các bạn đã có thể sử dụng rồi. Các bạn có nhìn thấy lớp màng trắng xuất hiện ở trên bề mặt không? Đặc biệt là loại phân này tuy ngâm nhiều ngày nhưng không có mùi khó ngửi, đổi ngược lại nó lại rất là thơm. Mình sẽ ngửi cho các bạn xem. Nó có mùi thơm của trái cây lên men, rất là lạ và tuyệt vời. Các bạn hãy thử làm và trải nghiệm mùi vị phân từ vỏ chuối này nhé. Mình rất thích cái mùi này. Mình rất thích cái mùi này.
Khi sử dụng, các bạn hãy quấy đều nó lên. Các bạn thấy dung dịch của mình có màu hơi vàng, rất là đẹp. Ngoài vỏ chuối ra thì các bạn nhìn thấy mình cho thêm vỏ thơm, vỏ dứa đấy các bạn. Và ngoài ra là có thể cho sơ mít, vỏ dừa. Những vỏ trái cây rất thông dụng ở Việt Nam, có thể ngâm cùng với nhau để tạo ra phân để bón cho cây trồng các bạn nhé. Các bạn hãy chắt lấy một phần dung dịch vừa đủ, pha loãng với nước lọc sao cho lượng nước vừa đủ để các bạn tưới cho cây trồng. Phần còn lại các bạn hãy thêm vỏ chuối và nước vo gạo khi các bạn có. Tại sao mình lại không cho các bạn tỷ lệ cụ thể bao nhiêu vỏ chuối, bao nhiêu nước vo gạo hay pha loãng với bao nhiêu phần trăm với nước? Bởi vì mình thấy điều này thực sự là không cần thiết và rất phức tạp. Các bạn hãy cho bao nhiêu vỏ chuối và nước vo gạo tùy thích. Khi các bạn ăn chuối hoặc khi có nước vo gạo, các bạn hãy thêm vào thùng phân để ủ. Và khi các bạn sử dụng, hãy lấy một phần dung dịch ra pha loãng với nước khi nào các bạn cảm thấy loãng, như pha với nước đường. Thì các bạn hãy tưới cho phân cho rau và cây các bạn muốn. Như vậy, mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để ủ phân từ vỏ chuối hay vỏ trái cây với lại nước vo gạo để tưới cho cây trồng.